Phòng ngừa bệnh sởi trong spa cùng tinh dầu thiên nhiên. Bệnh sởi là do virus gây ra, bệnh thường diễn ra theo mùa, khi thời tiết lạnh, ẩm, chuyển sang ấm nóng thì sức đề kháng cơ thể giảm xuống, tạo điều kiện cho virus tấn công. Hiện nay ở nước ta đang là thời gian giao mùa, vì vậy các chủ spa nên chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh sởi để bảo vệ sức khỏe của khách hàng cũng như lợi ích của spa. Bệnh sởi rất dễ lây lan trong spa và đem đến những rắc rối lớn cho chủ spa. Bệnh sởi là bệnh rất dễ lây qua đường hô hấp. Trong điều kiện nhiều người cùng dùng chung một diện tích nhỏ như spa, nếu xuất hiện một đối tượng bị sởi thì rất dễ lây sang đối tượng khác. Nguy hiểm hơn nữa là do thời gian ủ bệnh kéo dài, trung bình tới 10 ngày, nên sởi có thể lây ngay từ khi bệnh còn chưa khởi phát. Nghĩa là trong khoảng thời gian ủ bệnh, virus sởi từ người mang mầm bệnh đã có thể lây cho người khác. Khi mắc bệnh, sởi có khả năng gây suy giảm miễn dịch rất nhanh, nên dễ gây ra biến chứng viêm phổi, tiêu chảy, mù lòa, viêm não hoặc tử vong. Sau khi sử dụng dịch vụ tại spa của bạn, không may khách hàng bị nhiễm virus và có những biến chứng nặng như trên, có thể bạn sẽ gặp rắc rối. Thông thường khi ở trong tình huống này, người bị nhiễm bệnh hay đổ lỗi cho chất lượng các sản phẩm, mỹ phẩm làm đẹp trước đó và yêu cầu bồi thường. Với một khách hàng như vậy, bạn hoàn toàn có thể giải quyết ổn thỏa bằng thương lượng, thỏa mãn yêu cầu lợi ích của đôi bên. Tuy nhiên, với nhiều khách hàng thì sao? Trong trường hợp đó, nếu bạn và những nhân viên của mình không xử lý đúng cách, sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của spa. Vì vậy, để tránh điều không hay đó xảy ra, ngay từ bây giờ bạn hãy thực hiện ngay các biện pháp phòng ngừa bệnh sởi trong spa. Diệt virus sởi trong spa cùng tinh dầu. Tinh dầu rất thường được sử dụng trong các spa thẩm mỹ viện, trung tâm massage, giúp tạo mùi hương thư giãn, hỗ trợ cải thiện sức khỏe sắc đẹp. Ngoài ra, sản phẩm spa này còn có một tác dụng độc đáo mà ít người biết và sử dụng, đó là làm sạch và khử độc một cách tự nhiên. Tự khuếch tán của các loại dầu giúp làm giảm số lượng các tác nhân gây bệnh trong không khí. Do đó, bạn hãy nhỏ 4 giọt tinh dầu vào 1 lít nước và cho dung dịch trên vào bình phun. Sau đó bạn tiến hành xịt vào những khu vực sử dụng thường xuyên như giường massage, bồn tắm jacuzzi, phòng xông hơi. Nếu mỗi ngày bạn không có điều kiện để diệt khuẩn thủ công như trên, hãy trang bị một vài chiếc đèn phun sương tinh dầu. Chỉ cần vài phút sau khi nhỏ tinh dầu vào đèn, hương thơm thiên nhiên sẽ tỏa khắp căn phòng, khử sạch hoàn toàn mùi hôi, ẩm mốc cùng virus gây bệnh. Không chỉ vậy, đèn tinh dầu còn được thiết kế độc đáo, hoa văn nghệ thuật, màu sắc đa dạng cùng chất liệu là gỗ, thủy tinh. Hứa hẹn sẽ mang lại vẻ đẹp sang trọng, tao nhã, lãng mạn, thi vị và hài hòa. Điều này giúp bạn níu giữ và thu hút khách hàng đến sử dụng dịch vụ spa. Để biết thêm thông tin về các loại tinh dầu diệt khuẩn trong spa, bạn hãy đón đọc những bài viết có liên quan trên hệ thống website của công ty Viên Mỹ như viênmỹ.vn, blog.viênmỹ.vn, video.viênmỹ.vn hay spanews.vn.